Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhà nước và pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây: tăng cường quản lý hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh; bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Thủy nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; ngày 27 tháng 6 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định 775 phê duyệt chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020. Chương trình này có tổng số vốn đầu tư 4.400 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2020 hoàn thành 19 dự án đầu tư các trường phổ thông dân tộc nội trú đang xây dựng dở dang, khởi công xây dựng mới 5 trường phổ thông dân tộc nội trú, hỗ trợ mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học tối thiểu và bán ghế học sinh cho 1.070 trường và điểm trường phổ thông dân tộc bán trú. Ngày 18 tháng 6 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 76 về công tác phòng chống thiên tai với mục tiêu đến năm 2025, 100% hộ dân nơi thường xuyên xảy ra thiên tai có nơi ở an toàn. Chính phủ đặt ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2025 như sau: 100% số hộ dân thuộc khu vực đông dân cư thường xuyên xảy ra thiên tai có nơi ở đảm bảo an toàn. Giảm 30% thiệt hại về người do thiên tai so với giai đoạn 2015-2020. 100% chính quyền các cấp, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức được tiếp nhận đầy đủ thông tin về thiên tai. 100% lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai được đào tạo, tập huấn, phổ biến kỹ năng về phòng chống thiên tai, đặc biệt là với các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra. Tại Thanh Hóa, bên cạnh các phòng công chứng của cơ quan nhà nước, các văn phòng công chứng tư nhân đã phát triển nhanh chóng về số lượng và quy mô. Việc phát triển nhanh chóng của các tổ chức hành nghề công chứng đã tạo ra sự cạnh tranh, là điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân thực hiện việc công chứng, chứng thực, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu đối với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiểm tra, kiểm soát để hoạt động công chứng diễn ra đúng pháp luật. Trên địa bàn tỉnh hiện có 41 tổ chức hành nghề công chứng gồm 3 phòng và 38 văn phòng công chứng với 79 công chứng viên và hàng trăm nhân viên nghiệp vụ. Nhìn chung, các tổ chức hành nghề công chứng đã có trụ sở, phương tiện làm việc, tủ đựng hồ sơ lưu trữ, thực hiện mở sổ sách tài chính kế toán, đăng ký mã số thuế, sử dụng hóa đơn tài chính và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước theo quy định của pháp luật. Theo thống kê, trong 6 tháng năm 2018, các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện công chứng hơn 55.000 hợp đồng, giao dịch và các loại việc khác, chứng thực gần 49.000 bản sao, gần 1,4.000 chữ ký trong các văn bản giấy tờ. Hoạt động công chứng, chứng thực của các tổ chức hành nghề công chứng đã góp phần bảo đảm an toàn pháp lý trong quan hệ dân sự, kinh tế, thương mại, phòng ngừa tranh chấp, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân khi tham gia hợp đồng giao dịch. Văn phòng công chứng Mai Thị Oanh ở thị xã Bỉm Sơn dù đi vào hoạt động chưa lâu, nhưng chỉ trong 6 tháng năm 2018, văn phòng đã thực hiện công chứng hơn 1,1 nghìn giao dịch hợp đồng, chứng thực hơn 1.000 bản sao, chữ ký, góp phần giải quyết nhu cầu của người dân địa phương. Tuy nhiên, thời gian qua một số văn phòng công chứng trong hoạt động công chứng còn sai sót vi phạm như công chứng ngoài trụ sở không đúng quy định, thiếu chữ ký của người yêu cầu công chứng vào từng trang hợp đồng, giao dịch, thực hiện niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản nhưng không đúng thời hạn. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là việc tìm hiểu lịch sử giao dịch của tài sản. Nguyên nhân là tại Thanh Hóa, phần mềm dữ liệu công chứng vẫn chưa được ứng dụng, khiến cho các tổ chức hành nghề công chứng không có một cơ sở pháp lý vững chắc để xem xét. Khi mà mình không thể kiểm soát được cái lịch sử giao dịch của một tài sản, thì nó sẽ dẫn đến là những cái giao dịch nó có thể chồng chéo lên nhau. Tức là khi văn phòng tôi có thể là thực hiện công chứng với cái hợp đồng giao dịch với cái tài sản này, thì có thể rằng là người dân khi không có cái mạng lưới đó, người dân người ta lại cũng mang cái tài sản đó. Nếu như có sự móc nối với nhau, người ta có thể mang tài sản đó và lại đến một văn phòng công chứng khác và lại thực hiện một cái giao dịch khác. Nghĩa là các cái giao dịch nó chồng chéo lên nhau và nó sẽ làm cho các hợp đồng bị giao dịch bị vô hiệu lẫn nhau. Hiện nay thì chúng tôi đã đang chủ trì cùng với Sở Thông tin Truyền thông, Bưu điện tỉnh và một số ngành liên quan để xây dựng được cái cơ sở dữ liệu công chứng, để làm sao cái dữ liệu công chứng này đấy nó đáp ứng được cái yêu cầu khai thác các cái dữ liệu cho các văn phòng công chứng sau khi đã được kết nối với nhau, để tránh các rủi ro trong cái quá trình thực hiện việc công chứng và chứng thực các cái hợp đồng và giao dịch trên địa bàn của tỉnh. Để các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức công dân
những hạn chế tồn tại hiện nay của các tổ chức hành nghề công chứng rất cần được Sở Tư pháp, các địa phương tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đồng thời có biện pháp tháo gỡ những khó khăn, nhất là việc hoàn thiện và đưa vào sử dụng phần mềm dữ liệu công chứng, tạo cơ sở để hoạt động công chứng diễn ra đúng pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân trong vùng, thu hút người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Một trong những đổi mới rõ nét được người dân ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy là tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ của bệnh viện. Ngay tại khu vực khám bệnh, bộ phận hướng dẫn người bệnh luôn tận tình chỉ dẫn cho người bệnh nơi làm thủ tục, khu vực khám bệnh và điều trị. Các thủ tục hành chính được cắt giảm đáng kể. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dữ liệu bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế cũng giúp cho quy trình khám bệnh được tinh gọn hơn, giúp người dân giảm được thời gian chờ đợi, việc khám bệnh được tiến hành nhanh chóng. Hiện nay, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khám cho trên 400 người và điều trị nội trú thường xuyên cho khoảng 300 bệnh nhân. Số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện tăng lên hàng năm. Việc cải thiện chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện cũng là một trong những nguyên nhân giúp tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đạt tỷ lệ cao trên 93% dân số. So với trước đây thấy đổi rất là nhiều. Thứ nhất là về cái chất lượng phục vụ, thứ hai là cái sự quan tâm về cơ sở vật chất nói chung, rồi các cái khuôn viên, rồi cái tạo điều kiện của bác sĩ bệnh viện đây rất là tốt, tôi thấy rất yên tâm. Tôi tham gia bảo hiểm y tế được 3 năm nay rồi. Thì tôi cảm thấy cái bảo hiểm y tế thì rất có lợi cho người dân. Ví dụ như đi bệnh viện khám thì cũng đỡ tốn tiền của người dân đi rất chi là nhiều. Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy rất chú trọng việc bồi dưỡng, nâng cao nguồn nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, hạn chế việc chuyển tuyến của bệnh nhân. Nổi bật trong năm 2018, Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy đã đưa vào sử dụng tòa nhà mới cho khu điều trị đông y và phục hồi chức năng. Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ thành lập thêm bộ phận lão khoa gắn với phục hồi chức năng để điều trị các loại bệnh cho người cao tuổi. Hiện tại, bệnh viện đã đầu tư và chuẩn bị đưa vào sử dụng máy phẫu thuật laser tán sỏi và máy chụp cắt lớp. Một số phẫu thuật, thủ thuật mới cũng được đưa vào điều trị hiệu quả tại bệnh viện, giúp giảm tải tình trạng chuyển tuyến của bệnh nhân. Chúng tôi có các chính sách để đầu tư thu hút các bác sĩ có chất lượng cao về để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng và sắp xếp vào các cái vị trí được làm. Đồng thời với cái việc thu hút thì có cái chính sách đào tạo bổ sung các cái chuyên khoa còn thiếu và đào tạo các cái chuyên khoa sâu, chuyên khoa mũi nhọn để tiếp cận với các cái dịch vụ kỹ thuật cao, giải quyết những các cái bệnh tật mà khó khăn mà trước đây phải chuyển tuyến để giảm chuyển tuyến cho bệnh nhân, giảm chi phí bảo hiểm y tế, đồng thời là đáp ứng những cái nhu cầu tối đa cho bệnh nhân, giảm những cái khó khăn cho chi trả trong khi khám chữa bệnh cho người dân cũng như là bảo hiểm y tế. Chính sách thông tuyến khám chữa bệnh tuyến huyện được thực hiện trong hơn 2 năm qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế có quyền lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh đáp ứng với nhu cầu của mình. Đó cũng là cơ sở để các bệnh viện tuyến huyện nâng cao sức cạnh tranh, tăng cường đầu tư và cải thiện tinh thần thái độ mới có thể thu hút được đông đảo bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh. Chuyên mục Nhà nước và pháp luật tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đường dây nóng 0888153636, nơi tiếp nhận các phản ánh về tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh, các vấn đề bất cập bức xúc trong đời sống xã hội, các khiếu nại về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Các thông tin gửi đến đường dây nóng sẽ được tiếp nhận, tác nghiệp và phản ánh qua một loạt chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ, hộp thư ống kính truyền hình và chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, bảo vệ người tiêu dùng trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Đường dây nóng 0888153636, kết nối thông tin, niềm tin gửi gắm.